mỗi ngày của chúng ta. Chúng ta đều là những người đang sống, đang nói, đang làm việc, đang tư duy. Mà nếu như có chánh niệm thì chúng ta sẽ nói năng, hành động, tư duy bằng cái nghiệp lành, thì chúng ta gọi là nghiệp lành. Còn nếu không khéo, chúng ta nói, làm, suy nghĩ bằng những cái ý niệm xấu, làm xấu, nói xấu, thì việc đó gọi là nghiệp xấu, nghiệp ác. Chữ nghiệp nghĩa là những việc làm chúng ta thường làm. Thí dụ ngày nào mình cũng sáng đúng giờ đó đi làm, rồi mỗi ngày công việc nó đều đặn như vậy cũng là nghiệp. Đi nghề nghiệp mà, đi làm mà, thì cái việc đó nó thuần thục như vậy là cái nghề nghiệp của mình. Nhưng nếu người nào nói năng không có chánh niệm thì cũng trở thành một cái nghiệp của nói năng. Cho nên nghiệp không có xấu, cái chữ nghiệp bản chất nó không có xấu, chỉ là một việc làm thôi, một hành động thuần thục. Nhưng thuần thục tốt thì gọi là nghiệp lành, thuần thục xấu gọi là nghiệp ác, thế thôi. Vậy thì đạo Phật dạy cho chúng ta mỗi ngày cố gắng sống như thế nào để mình thuần thục cái nghiệp lành, đừng tạo những cái nghiệp xấu. Thí dụ mình nói việc gì mình thấy biết rõ ràng hả, nói đừng có dựng chuyện, đừng có đổ thừa, đừng có vu oan, đừng có gọi là nói những cái lời bất hòa. Thì như vậy thì tự nhiên tự mình làm một cái nghiệp thiện cho mình là không nói những cái lời đó, rồi mình cũng không gây những cái tư tưởng từ mình qua tới người khác, làm cái nghiệp của mình suy nghĩ đó cũng làm ảnh hưởng đến người khác. Thay vì người đó chưa từng bao giờ nghĩ việc đó, cái mình đi nói cái điều đó làm cho cái người đó phải nghĩ giống mình, thì lâu ngày nó lây la ra thì nó thành cái nghiệp chung. Mình cho nên người Việt mình hay nói á, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Mình gần người nào mà nếu họ sống bằng cái nghiệp thiện thì mình lấy cái thiện của họ, mình gần người cái người mà nghiệp xấu thì mình lấy cái nghiệp xấu của họ. Cho nên không có ngày nào mà chúng ta mở miệng ra là tạo nghiệp, cái điều đó đúng đó, không có gì sai hết á. Nhưng mà nghiệp thiện, nếu người đó luôn luôn nói những lời lành, còn nếu mà người đó luôn luôn nói ra những cái lời vu oan, những cái lời áp đảo, những cái lời dựng chuyện, thì người đó tạo nghiệp xấu. Cho nên có nhiều người đấy, thí dụ có những người nói ra cái là những cái lời thiện lành, cái mình cũng nói anh đó mở miệng ra là tạo nghiệp, không có gì sai cũng được đó, nhưng mà nghiệp tốt. Còn nếu mình mở miệng ra mà nói những cái lời không hay thì gọi là nghiệp xấu. Cho nên rồi cái cách suy nghĩ của mình đó, bây giờ mỗi ngày nè, sáng nè, thiết thực nhất nè, sáng ngủ dậy trước khi mình vừa bước ra cửa đi làm, trong tâm mình khởi niệm đi, cầu nguyện, nói theo người nhân gian của mình á, cầu nguyện Phật trời gia hộ cho ngày hôm nay mọi người được khỏe mạnh. Còn Phật giáo, Đức Phật dạy mình khởi tâm từ bằng cách là mỗi ngày ngủ dậy thì cái việc đầu tiên là chúng ta khởi niệm, xin cho tôi ngày hôm nay được bình an, xin cho mọi người xung quanh tôi ngày hôm nay được bình an. Đó là cái cách mình khởi niệm thiện. Mà Đức Phật dạy cái đó gọi là khởi tâm từ, hay là gọi là rải tâm từ. Rải tức là mình tung ra, mình đưa ra. Rải tâm từ là mình đem cái tâm mình ta trang rải cho mọi người. Mà trước hết là phải tâm từ với mình à, mong cho tôi ngày hôm nay được vui vẻ, mong cho mọi người xung quanh tôi ngày hôm nay được vui vẻ. Sáng nào mình làm vậy là mình đang thực hiện cái gọi là nghiệp thiện đó. Mình không có khởi những cái niệm xấu. Cho nên có nhiều khi quý vị đừng nghĩ là giây phút nào mới là tạo nghiệp. Bất cứ giây phút nào mình suy nghĩ, mình nói năng, mình hành động mà thiện gọi là tạo nghiệp thiện. Có bao giờ mình dừng sự suy nghĩ không? Nhưng mà nếu mà mình không có khéo thì cái sự suy nghĩ đó trở thành một cái ý nghiệp của bất thiện. Mà cái ý nghiệp bất thiện nó sẽ tạo nên lời nói và hành động bất thiện. Vậy thì Đức Phật dạy chúng ta tu là tu cái gì? Sửa cái tư duy đó, sửa cái cách mình suy nghĩ tiêu cực, sửa cái lời nói không dễ thương đó, sửa cái hành động kỳ cục đó. Chỉ cần sửa những cái đó là tự nhiên mình cũng thấy người mình giờ nó hết kỳ cục rồi nè.
Rồi người khác nhìn mình bây giờ cũng không có nói mình là cái người kỳ cục nè. Khi mình sửa là người ta nhận ra. À, thí dụ như cái bức hình đó treo méo, người ta đi ngang người ta cũng thấy, ta nói này treo méo. Mà bữa nào ai thấy được cái hình, cái bức tranh đó treo nó méo, nó không ngay, ta chỉnh lại cái người khác đi ngang nói à bữa nay cái bức tranh này chỉnh sửa rồi nè. Con người mình vậy thôi à, mình không chỉnh sửa người ta cũng biết, mà mình có chỉnh sửa người ta sẽ biết. Mà người ta mình mà có ngay ngắn chỉnh sửa thì người ta ngắm nhìn, rồi cái kia người ta cũng nhìn ngắm, nhưng mà có cái lời phán xét. Thật sự ra mình sống là mình sống cho mình đó. Mình có nhiều người ta nói tôi bất cần ai nói gì, miễn tôi vui vẻ thôi. Nếu mình nói vậy thì cuộc sống này đâu có gì để nói, không là mình sống cho mình mà mình còn sống cho người, mình để cho người khác còn. Cho nên thưa đại chúng, hôm nay theo cái truyền thống của Phật giáo Bắc truyền là chúng ta kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn, nói đơn giản là ngày Đức Phật qua đời. Nói đơn giản là vậy, còn nói theo cái chữ nghĩa nhân gian là ngày chết. Nhưng mà xưa giờ á, người đời á, dù là một người đời hay một người trong đạo, ai cũng phải đi tới con đường này. Đức Phật là người thầy giác ngộ, nhưng mà giác ngộ tự tâm, chứ còn Ngài vẫn mang một thân tướng như chúng ta, vẫn mang cái thân tứ đại như chúng ta, cho nên Ngài cũng phải chịu cái cảnh già bệnh và qua đời. Nhưng mà thay vì đối với Đức Phật chúng ta nói Ngài Phật qua đời, Ngài Đức Phật chết, Ngài Đức Phật lìa trần cũng không sao hết. Nhưng mình có một từ nữa để nói đến cái trạng thái bình an vĩnh viễn của Đức Phật, gọi là chúng ta thường gọi là nhập Niết Bàn. Chữ Niết Bàn là gì? Niết Bàn là khi trạng thái trong tâm mình không còn khổ lụy vướng mắc, gọi là Niết Bàn. Bất cứ giây phút nào mình cũng có Niết Bàn. Ví dụ mình uống một ly trà nóng thơm ngon, Trong cái lúc mà đang trời lạnh, có một miếng nước nóng uống về nó ngon ơi là ngon. Mà không luận là trà gì hay là phải là nước trà, miếng nước nóng uống ấm là được rồi. Thì uống nước là uống nước trong Niết Bàn. Khi mình đói bụng có một miếng bánh mình ăn đỡ đói, ăn miếng bánh đó là ăn bánh trong Niết Bàn. Vì chữ nơ, nirvana, chữ Niết Bàn là mình âm từ tiếng Phạn là nirvana. Thì cái chữ nơ trong tiếng Phạn gọi là nô. Mà chữ nirvana là những cái gì gọi là negative. Giây phút nào no negative là Niết Bàn, là nirvana. Vậy thì khi nào tâm mình không có buồn giận là Niết Bàn. Khi nào mình không còn phiền trách ai là Niết Bàn. Khi nào không có tức tối ai là Niết Bàn. Niết Bàn không phải là cái chốn đợi mình chết mình mới tới, mà Niết Bàn là một cái giây phút tâm mình bình an. Mình đau khổ và bây giờ mình hết, mình vượt qua được cái khổ đau đó là Niết Bàn. Vì vậy cho nên Đức Phật luôn luôn sống trong Niết Bàn, chứ không phải là ngày Phật chết mới kêu là Niết Bàn đâu. Đức Phật luôn có Niết Bàn trên 24 tiếng. Nhưng mà chúng ta dùng cái từ là Phật nhập Niết Bàn, tức là đi vào cái trạng thái tịch tỉnh. Tại vì Niết Bàn được dịch là tịch tỉnh. Chữ tịch là gì? Chữ tịch là vắng lặng. Chữ tỉnh là tỉnh giác. Chữ tịch tỉnh là một nghĩa khác của chữ Niết Bàn. Thí dụ như mình ngồi thiền, tâm mình lắng yên, không có một chút suy nghĩ gì khác nữa ngoài giây phút mình ngồi đó với hơi thở của mình, thì giây phút đó gọi là giây phút tịch tỉnh. Giây phút đó được gọi là giây phút Niết Bàn. Chờ mình gặp nhau đó, mình có chúc nhau, em chúc chị năm mới này lúc nào chị cũng có Niết Bàn, tốt đó. Mà không có cái vui nào bằng cái vui của Niết Bàn. Tại vui Niết Bàn là vui bình an, vui bình thường. Còn thí dụ như có đại nhạc hội mình mới vui, hết đại nhạc hội mình buồn. Mấy cái Niết Bàn đó, Niết Bàn tạm lắm, chỉ có giây phút nào thôi.
Còn cái người tu mình ở một mình cũng có niết bàn, hai ba người cũng niết bàn, rửa chén cũng niết bàn, nấu ăn cũng niết bàn, làm gì chúng ta vẫn bình an trong cái trạng thái vắng lặng gọi là niết bàn. Thì Đức Phật khi ngài 80 tuổi, ngài biết được sức khỏe của mình không còn thể kéo dài nữa, cho nên ngài đã đi đến một cái thành, một cái làng tên là Kushinaga. Bây giờ mình âm cái chữ đó là Câu Thi Na, thành Câu Thi Na. Cái địa danh đó bây giờ vẫn còn, người ta vẫn dùng cái từ đó, thành Câu Thi Na. Thì ở đó là một cái bộ tộc. Thì Đức Phật chọn nơi đó không quá gần những cái thành phố lớn. Trong khi đó Đức Phật đệ tử là vua chúa rất lớn như thành Xá Vệ, vân vân, mà ngài lại không chọn ở nơi đó để ngài mất, mà ngài chọn đi về một cái khu vực mà ngài chưa đến đó. Cho nên ngài đi đến cái khu vực Câu Thi Na đó, rồi dặn Ngạ Nan dọn chỗ sẵn hết để ngài lên đó ngài nằm. Và khi đó ngài mới dặn dò lại các vị đệ tử những lời sau cùng. Chúng ta gọi những lời sau cùng này là di giáo. Di là gì? Di là để lại. Giáo là lời dạy. Di giáo là lời dạy để lại cho người sau. Còn mình bây giờ là sợ chia của, cho nên mình phải để di chúc. Mình sợ bất hòa, cho nên mình để di chúc. Quý vị thấy không? Một cái người, một người cha, một người mẹ để lại cho con á, không phải là cái di chúc chia của. Quý vị để lại cũng không sao, nhưng nhớ trong cái di chúc đó có một lời dạy gì cuối cùng. Ví dụ thôi, cái nhà của má bán ra chia 5 phần, cái hũ hột sòn của má có 24 hột, má có 6 người con, chia đứa mấy viên không sao hết, cái đó cứ làm. Nhưng cuối cùng phải để một lời dạy: các con nên nhớ tiền của chỉ là vật chất, công khổ ba má dành dụm để lại cho các con là một món, làm cái của. Nhưng nhớ rằng tiền của chỉ là vật chất, khéo xài thì lâu, không khéo xài thì hết. Đừng vì tiền của mà anh em bất hòa. Anh em nào khá giả hơn, nhớ quan tâm tới người anh em khó khăn. Cái đó mới là cái di chúc của cái người mà có tuệ, và của cái người mà mình biết rằng á, người xưa dặn á, tích thư dĩ di tử tôn, tử tôn dĩ tất năng đọc. Mình để binh thơ, để sách vở lại cho con, chưa chắc gì con cái mình nó đọc. Tích kim dĩ di tử tôn, tử tôn dĩ tất năng thụ. Để vàng của lại cho con, chưa chắc gì con cái giữ gìn. Chỉ một cái thôi, tích cái âm đức cho con, đó là cái kế trường cửu lâu dài. Cho nên mình có quyền để lại một cái di chúc cho con. Tiền của không có gì sai, nhưng với người học Phật hiểu biết, mình nên thêm một câu ở trong cái bài di chúc đó, là những lời dặn sau cùng của cha mẹ. Hay là trước khi mình chia của, mình viết một lá thơ: hôm nay ngày mấy tháng mấy, trong khi má còn đang rất tỉnh táo, má có mấy lời để nhắc nhở lại các con. Và thậm chí mình biết mỗi đứa con nó có những cái tật nào mà bình thường mình khỏe mình nói nó không nghe. Con thường ngày con ít có lắng nghe những cái lời má nhắc nhở. Mỗi lần má nói đến là con nổi cơn giận tức, vì vậy cho nên má ít khi nào có cơ hội nói hết những gì trong lòng má muốn nói với con. Có thể khi má mất rồi, má không còn, thì đây là những lời con có thể giữ lại để đọc, rồi mình mới nhắc nhở người con. Quý vị nào có đọc cái bài học, đọc cái quyển sách có tên là Bài Học Ngàn Vàng, ai có cái cơ hội đọc cái quyển đó của Hòa Thượng Thiện Hoa ngày viết đó. Ngày xưa có một ông vua đó, ổng đi bỏ ra 1000 lượng vàng để mua một cái bảo vật. Cuối cùng ổng mua một câu thôi:
Mà quý vị biết là bỏ ra ngàn lượng vàng mua một câu trong cái túi vải đó thôi. Cái câu đó là gì phải không? Trước khi làm việc gì phải suy nghĩ đến hậu quả của nó. Có một câu đó thôi mà ông vua phải đi tìm khắp nơi khắp chốn, bỏ ra biết bao nhiêu tiền của để mua một câu đó thôi. Tưởng đâu là cái câu gì quý báu để mà dạy cho ông trị nước an dân. Cuối cùng là cái câu đó. Nhưng mà thật sự câu đơn giản đó mấy ai để ý quan tâm. Nhưng mà đến khi hữu sự thì mới thấy nó quả thật là chí lý. Trước khi làm việc gì phải suy nghĩ đến hậu quả của nó. Trước khi mình nói một việc gì cho ai, mình có suy nghĩ hậu quả không? Trước khi mình làm một việc cho ai, mình có suy nghĩ hậu quả không? Mà suy nghĩ đó tức là thiện nghiệp của cái ý, dẫn tới hành động là thiện nghiệp của thân, đưa tới lời nói là thiện nghiệp của miệng. Mà người mà sống có thiện nghiệp như vậy thì nhất định khi họ mất đi, thiện thú tức là cái nơi chốn thiện lành chờ đón họ. Cho nên á, Đức Phật để lại di giáo, tức là cái lời dạy của Đức Phật. Đức Phật không có để gì là hết à. Còn cái chuyện mà nói là Phật truyền y bát đồ cho đệ tử đó là một tính vật, một biểu tượng để cho người sau duy trì. Nhưng mà cái chính yếu, quý vị thấy không, y bát bây giờ của Đức Phật để đâu không biết không? Không ai biết hết. Vì sao? Vì cái đó là của vật chất. Có để tới cỡ nào đi nữa rồi, năm qua tháng lại, chiến tranh giặc giả, cuối cùng cũng mất, cũng đâu còn. Chỉ có cái gì còn? Chính lời dạy này 2600 năm nay vẫn còn đó, mặc dù nó chỉ là những chữ nghĩa. Còn cái y bát mà trong kinh nói là Đức Phật truyền y bát lại cho người này người kia đó, bây giờ có ai biết y bát nằm đâu đâu? Thì rõ ràng tất cả chỉ cái gì có vật chất, cái đó chỉ là tạm. Bây giờ quý vị nào qua Ấn Độ, quý vị đến thành Ca Tỳ La Vệ mà nơi Thái tử đã từng sống, bây giờ không còn gì hết. Những cái thời mà động đất, những cái thời đó hơn 2000 năm rồi, những cái thành đó nó chôn vùi ở dưới lòng đất. Sau này người ta mới khai quật lên được một số nền, những cái số cũ, rồi người ta dựa theo cái bản vẽ cũ đó, người ta cất lên một số gạch lên để người ta tạm thấy cái đây là cái nền của thành Ca Tỳ La Vệ ngày xưa. Rồi đây là cửa đông cửa tây, chứ thật sự nói thôi, chứ giờ tới đó là chỉ là một miếng rừng hoang đất trống, rồi có một số gạch vụn để đó, mà không phải chỉ một cái thành Ca Tỳ La Vệ đó, mà rất nhiều chỗ. Cho nên mình mới biết á. Rồi bây giờ quý vị, như hồi xưa quý vị coi phim Bao Công á, gọi là cái gì, Khụ Phủ Khai Phong ở đời Bắc Tống, ở Lạc Dương. Bây giờ đi về cái vùng đó vẫn đi, mình vẫn tìm được Phủ Khai Phong. Nhưng mà thật sự Phủ Khai Phong đó là mới xây lại năm 2003, chứ còn toàn bộ cái Phủ Khai Phong đó đã không còn gì hết. Những cái cơn lũ lụt, những cái trận chiến tranh không còn gì hết. Cẩu đầu đao, hổ đầu đao gì không còn gì hết. Tất cả chỉ là phục dựng trở lại để gọi là kỷ niệm. Chơi cái gì có hình tướng, cái đó hoại diệt và không bao giờ tồn tại. Chỉ trong từ hồi cuối tháng 2 cho đến giờ, biết bao nhiêu bệnh tật, biết chỉ một con vi trùng thôi mà đã làm cho bao nhiêu chục ngàn người bệnh, bao nhiêu trăm người phải chết, rồi bao nhiêu người phải lung lay. Và chẳng những vậy, kinh tế thị trường ảnh hưởng, tổn thất biết bao nhiêu tiền. Cái ông mà làm tượng Phật cho Tây Thiên á, ông viết thơ cho chùa, ông nói bây giờ hãng ông không thể tính được là tổn thất bao nhiêu. Một cái rồi quý vị biết Pháp Hòa có những người Phật tử họ làm ăn qua lại những cái nước, mua đồ đạc, nhận đồ của người ta, bảo đảm sẽ giao hàng cho người ta. Mà bây giờ cái nạn dịch này, tất cả những cái con đường mà chuyển vận đóng cửa hết. Họ đang rầu là có thể đền cho những cái hãng khác bạc triệu. Tổn thất rất là lớn. Cho mình mới thấy là cái cõi đời này không có an, không chuyện này cũng chuyện khác.
không chuyện khác. Mà quý vị để ý coi, không có năm nào mà thế giới mình không có những biến động. Đó là nghiệp chung của con người. Vì vậy cho nên các đạo giáo có mặt để làm gì? Để khuyến thỉnh cái tâm của chúng ta sống như thế nào để giảm thiểu. Tại vì cuộc sống mà bất an một phần là do con người chúng ta, do con người mình, do cái cách sống của mình nó có tác động. Thí dụ như gia đình hạnh phúc hay không hạnh phúc, một phần cũng có mình trong đó. Có cha, có mẹ, có con cái là những người tác nhân trong đó. Dĩ nhiên là có môi trường, có hoàn cảnh, có những cái bên ngoài, nhưng chính yếu là mình. Bây giờ người ta có nói gì đi nữa mà trong nhà mình tin tưởng với nhau, không nghi kỵ lẫn nhau, thì chúng ta ít giảm đi cái phần gọi là hiểu lầm, tranh cãi. Thì thưa đại chúng, Đức Phật đã để lại những lời dạy. Con người chúng ta đa phần ít khi nào để lại những lời dạy cho con cháu, mà phần lớn là mình sợ con cháu gì có của mà phải tranh giành, cho nên sợ lắm. Lúc còn khỏe là bắt đầu phải viết sẵn những di chúc đó. Nhiều khi có một cái nhà thôi mà biết bao nhiêu chiến tranh xảy ra từ một cái nhà đó. Nhờ nhiều khi có miếng đất cha mẹ còn để lại thôi mà giờ tranh giành. Cho nên mình mới thấy rõ, nhiều khi có của nhiều cũng chưa chắc là bình an. Nó cũng là cái nguồn cội để mà bao nhiêu những cái chiến tranh xảy ra trong gia đình. Và đối với Đức Phật, Đức Phật để lại, cho nên trong kinh á, những lời Phật gọi là di giáo, những lời dạy, những để lại những lời nhắc nhở dạy dỗ. Đây là di giáo của Đức Phật. Thật ra dài lắm, Pháp Hòa trích một vài câu. Có Pháp Hòa nhớ có một năm nhằm cái lễ Niết Bàn, Pháp Hòa cũng có chia sẻ. Và hôm nay tiếp tục trích một đoạn khác để chia sẻ với đại chúng. Đây là lời dạy của Phật. Này các đệ tử, sau khi Như Lai qua đời, các vị phải trân trọng, cung kính giới luật như kẻ nghèo hèn được giàu có, kẻ mù được thấy. Ở trong cuộc sống con người, dù là đời hay đạo, chúng ta đều phải có những cái luật. Người tu phải có luật giới của người tu, người đời cũng có luật lệ của người đời. Ví dụ mình đi xe, có luật của đi xe, đi đường. Mình làm ăn phải có luật của làm ăn. Như vừa rồi Pháp Hòa nghe, có những nơi thấy người ta ùn ùn đi mua gạo, tăng giá gạo lên từ một bao 40 đồng thành bao 80. Thì những người mà người ta biết được cái chuyện gọi là phạm luật trong làm ăn, người ta thưa. Thế là mình rõ ràng mình không có một cái, mình không có chữ luật giới là gì. Giới luật được dịch nghĩa là đạo đức. Mình làm gì phải có cái luật của nó. Ví dụ như mình mở tiệm làm ăn, mình lấy người ta 10 đồng một cái tô cháo, mình phải nấu làm sao cho nó xứng đáng với tô cháo mình bán ra. Chứ không thể chặt khúc nấu nhừ đem ra miễn cho có lấy 10 đồng ngon hơn. Không được. Mình làm như vậy lâu ngày nó tổn giảm cái phước, mất khách. Người ta ăn người ta biết chứ, người ta là người sành điệu mà, người ta bỏ tiền ra người ta ăn, người ta đâu có dạy. Nhưng mà mình làm vậy cái mình mất khách. Hiện đời là mất đi cái phước là không có khách, mà mình mất đi cái đạo đức trong cái phương diện làm ăn. Thì ở đây cũng thế, chữ giới luật nghĩa là đạo đức. Người sống chúng ta cần phải tuân thủ một luật lệ nào đó để giữ cái đạo và cái đức cho mình. Cho nên trong cuộc sống á, quý vị nhìn á, con chim, con kiến nó đều có luật lệ của nó hết. Vì sao? Nó đi có đàn, có ngủ, nó đi ngay tấp. Con người mình cũng vậy. Pháp Hòa ví dụ như tại sao mỗi bữa tụng kinh mình phải xếp mấy cái tọa cụ bồ đoàn cho ngay, để mọi người ngồi theo thứ lớp. Mà ngồi theo thứ lớp tức là chúng ta sống có trật tự. Bây giờ mình dọn mình không để gì hết thì tự nhiên ta không có biết đường đâu ta ngồi, thì ta ngồi tá lả hết. Ta ngồi người trước người sau, như mấy cái lễ lớn mình dẹp hết thì mọi người ngồi chen chúc với nhau, không có ngay hàng thẳng lối. Còn nếu mà mình để một cái gì đó, cho nên mình đi tới đâu mình phải để ý người ta làm như thế nào ngay ngắn. Nhất là quý vị qua Nhật, quý vị đi qua bên Nhật á, hay là qua bên Hàn Quốc á, ở trước cửa chùa của Nhật á, người ta làm một cái miếng gỗ. Mình bước lên cái miếng gỗ đó, mình tháo đôi giày mình ra,
rồi mình cầm đôi giày mình để trên cái kệ, rồi mình đi dọc theo cái miếng gỗ đó đi vô chánh điện. Mình sợ dơ chân, người ta đóng một miếng gỗ cao khỏi mặt đất để mình bước lên cái miếng gỗ đó mình đi không dơ chân, nhưng mình phải để đôi giày lên thứ lớp. Hoặc là có khi mình quay lưng lại để có đôi dép cho ngay, rồi sau đó vô chùa, để một lát khi mình đi ra là mình sọt hai cái chân mình vô mình đi thôi. Còn ở bên Hàn Quốc, chánh điện tất cả người Phật tử không được đi vào cái cửa chính, đều phải đi bằng cửa hông. Rồi mình tới đó mình không có để ý gì hết, mình cứ a dùm a sang mình vô, thì người ta la mình, hoặc là người ta nhìn vô ta biết cái người này. Có nhiều chỗ người ta để bảng luôn mà bất cần. Thế nên mình ở đây người ta để bảng cấm đậu xe hay là cấm làm gì gì đó, mình phải tuân thủ. Thì người sống á, cái người ngay thẳng, cái người chân thật á, thấy cái gì người ta không cho là không làm. Ví dụ như những cái cửa ta khóa, khóa cho người ngay hay người gian? Cửa khóa là khóa người ngay hay gian? Khóa người ngay. Cái người ngay thẳng chân thật, người ta cầm vô cái tay, người ta gật gật vậy, ồ cửa khóa ta đi. Còn kẻ muốn đập cửa đó rồi á, 10 cái cửa vậy nó cũng đập được. Cho nên khóa là khóa người ngay. Cái tủ tiền ta để, ta lóc cái đơn sơn cái thôi, cái người ngay ta lại ta thấy khóa là bây giờ ta đụng. Còn người gian phải đụng đụng vô cái mở không, rồi thậm chí còn ngó ngó nhìn nhìn coi có cách nào nại nó không. Chứ cái gì mà người ta làm ở trong xã hội này tất cả đều là thứ lớp, để cho nó có cái trật tự. Thì ở trong chùa hay là ở đâu cũng thế, nó đều có cái trật tự của nó. Vậy cho nên đối với người xuất gia, Đức Phật dặn điều đầu tiên nhất là phải giới luật. Thậm chí Ngạ Nan hỏi Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, khi Đức Thế Tôn qua đời rồi, chúng con không còn thầy để nương tựa, vậy chúng con phải cần phải nương tựa vào ai? Đức Phật trả lời sao quý vị không? Quý vị hãy nên nương tựa vào giới luật, lấy giới luật làm thầy. Tại sao? Tại vì ví dụ bây giờ Đức Phật mất, có một thầy nào khác thế Phật thì cái vị đó có mất không? Cũng phải mất. Cho nên chỉ có nương tựa giới luật, luật lệ đã quy định, chúng ta nương vào đó thì không sai vào đâu được. Còn mình nương vào bất cứ người nào, người đó thủy chung cũng vô thường, cũng sanh già bệnh chết, rồi làm sao mình nương tựa mãi mãi và vĩnh viễn được. Rồi cuối cùng Đức Phật cũng nói, quý vị đừng có nương tựa vào ai, mà quý vị phải nương tựa vào chánh pháp. Cho nên khi Pháp Hòa chia sẻ Phật Pháp, Pháp Hòa hay mượn những bài kinh. Vì sao? Vì mượn những bài kinh để làm cái nền tảng, rồi mình khai triển, mình nhắc nhở thêm, mình chia sẻ thêm. Còn tất cả phải lấy nền tảng trên lời Phật dạy làm cái quy định. Cho Đức Phật nói, các vị phải tôn trọng và cung kính giới luật như người nghèo được của, như người mù được thấy. Người sống mà có đạo đức, đó là cái tài sản quý nhất của mình. Vì sao? Vì đi tới đâu cũng không bao giờ bị người khác chê bai, coi thường. Vì mình sống lúc nào cũng có cái căn bản đạo đức. Cho nên căn bản nhất của người Phật tử là giữ năm giới. Điều thứ hai, này các đệ tử, các vị phải chế ngự năm giác quan, không để chúng dông ruổi theo cảnh trần dục lạc. Năm giác quan là gì? Mắt, tai, mũi, miệng, thân. Thường thường mình nói sáu giác quan, nhưng ở đây Phật nói năm. Tại sao không nói ý? Bởi vì cái ý là cái ẩn bên trong không thấy. Năm giác quan là năm cái mình thấy: mắt, tai, mũi, miệng, thân. Cái này gọi là năm giác quan. Và năm cái giác quan này á, nó có năm cái đối tượng của nó. Thí dụ mắt thì cái gì? Thấy sắc, thấy hình, thấy tướng. Mắt thì phải thấy, tai thì âm thanh, mũi thì mùi, lưỡi thì vị, thân thì xúc chạm. Như vậy năm giác quan là mắt, tai, mũi, miệng, thân, nó đều có năm cái đối tượng của nó là hình sắc, âm thanh, hương, vị, xúc chạm. Và nếu chúng ta không có gọi là chế ngự, Đức Phật không có biểu là đi đâu nhắm mắt, Đức Phật không có biểu là đi đâu lấy gòn bịt lỗ tai,
Mà Đức Phật dùng cái từ là chế ngự năm giác quan, nghĩa là vẫn dùng năm giác quan này, nhưng mình phải cẩn thận đừng để nó rong ruổi. Pháp Hòa ví dụ như có người người ta thích nói chuyện người khác, mà mình cứ thích nghe thì cái đó mà là cái đó là mình rong ruổi lỗ tai rồi đó. Thay vì cái lỗ tai mình phải nghe những lời gì cho nó lành mạnh, riết cái tự nhiên mình trong cái đầu mình á, từ bà 2 xuống tới bà 10 không có bà nào tốt hết. Tại vì mình đều nghe những cái lời người khác nói, cho nên cái lỗ tai mình nó rong ruổi. Ví dụ như giờ mình ngồi đây nghe pháp, ở dưới chiên chả giò thơm bay lên, cái là lỗ mũi mà nó rong ruổi rồi đó. Nói chà, ở dưới bữa nay chiên cái gì mà thơm quá vậy ta. Cái khều khều người kế bên hỏi, ngửi được mùi gì không? Tôi ngửi mùi chả giò. Tôi cũng nghĩ vậy mà, nghĩ kỹ không phải đâu, chắc bột chiên. Thí dụ vậy, trong khi ngồi đây nghe pháp cũng không trực diện ở dưới điện thấy cái gì, ngửi cái mùi là bắt đầu phán xét, ngồi nói. Mà trong khi đó cái chính yếu ngồi nghe pháp thì cái lỗ mũi nó rộng dưới. Cho nên mắt tai mũi miệng chúng ta mỗi ngày đều phải thấy, phải nghe, phải ngửi, phải nếm, phải xúc chạm. Đối với người tu là phải cẩn thận. Thậm chí người xuất gia mà ngủ không được ngủ giường to. Ngủ một cái giường nào mà vừa đủ cho mình thôi, gọi là cái đơn. Đơn là gì? Là đơn độc. Không có đi vô chợ mua một cái giường gọi là gì đó king size, queen size gì đó, single bed thôi, ngủ một cái giường thôi. Mà người nào kỹ nữa là không ngủ hết cái giường, ngủ từ cái thân mình bao nhiêu là ngủ từ cái mí ngủ vô. Để làm chi? Để giảm đi cái đắm chìm. Thật ra cái đó là gì? Vì mình muốn giảm tiết đi những cái thọ hưởng mà nó không cần thiết. Ví dụ như cái chính của người tu mình là nghe pháp để mở trí. Còn cái chuyện mình nghe nhạc, coi đại nhạc hội, coi kịch được, lâu lâu coi cho vui một chút, nó là cái entertainment, cái giải trí, nó không phải là cái chính mà người tu quan tâm. Thậm chí nghe nhạc hay là coi xong rồi không nhớ gì cũng sao, nó không phải là cái chính của mình. Ngay cả Phật mình, đời sống mình cũng vậy thôi. Nếu mà quý vị cứ tưởng tượng mà mình cái nhà mình mà nó mở 24/24 nhạc và kịch, thì trong đầu của mình không có gì ngoài nhạc với kịch, mà những cái gì mà hay ho, tin tức thế giới, những cái gì mà nó có thể mở mang cho mình những cái kiến thức, không có. Ví dụ về cái nạn dịch sao đang xảy ra nè, mình phải mở coi người ta dạy mình cái cách rửa tay, cái cách phòng dịch sao, chứ mà để mình đi ra đường mình còn ngừa bệnh được chứ. Không nghe gì hết trơn rồi biết chuyện gì xảy ra trên thế giới, người ta chỉ cách cho mình sao. Ví dụ như giờ người ta nói tới cái chuyện, người ta chỉ cho mình rửa tay thôi, người ta dặn là phải rửa vào những cái kẽ của hai ngón tay, và thậm chí phải lấy mấy cái đầu ngón tay mình đó rửa, ở múc một cái miếng nước rồi rửa, lấy mấy cái đầu ngón tay rửa vô đó, chứ không phải kiểu như mình mà giờ dò tay kêu là xong đâu. Tại vi trùng nó có thể nằm ở đầu ngón tay, cho mình phải rửa mấy đầu ngón tay cho lâu. Mà cái khoảng thời gian nào người ta nói mình hát đủ một bài hát happy birthday, mình nói happy birthday to me, to you vậy đó. Hát xong bài đó là đủ cái thời gian để rửa vi trùng, chứ không phải mình sọt sọt vô mấy cái rồi dội vô nước cái kêu là rửa tay. Mà mình phải biết cách rửa cho nó đúng. Thì cái đó bây giờ đang có những cái trường hợp gì, mình mở tin tức hay mình mở những cái gì người ta hướng dẫn. Bây giờ trên TV, trên YouTube có những bác sĩ người Việt ta chia sẻ nhiều cái bài hay lắm, cách phòng bệnh bao tử, cách chữa bệnh, tại sao lý do nào mình bệnh này bệnh kia, mình nghe để mình mở mang mình biết. Sợ bệnh mà không chịu nghe mấy cái đó thì làm sao mình hết bệnh. Mà trong khi đó mấy cái kịch nhạc thì nghe cho vui chứ có làm gì hơn được cho mình đâu. Cho nên tiếng Mỹ gọi là entertainment, tiếng Việt gọi là giải trí. Đã là giải trí thì vui thôi chứ không phải là cái chính. Cho nên chữ chế ngự là vậy đó, không phải là cấm, nhưng mà chúng ta phải tiết chế nó.
tiết chế nó. Thí dụ mình ăn, ví dụ bây giờ mình nói là ăn bơ bổ ngon thơm, nhưng mà không tiết chế, ăn nhiều mỡ chết. Bất cứ những cái gì nó ngon đó, nhưng mà phải tiết chế, còn không là sanh bệnh. Thì chúng ta mỗi ngày vẫn phải sử dụng mắt tai mũi miệng thân, nhưng phải chế ngự để chúng ta không rong ruổi theo năm cảnh là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Đây, bây giờ bắt đầu mới vô từ chuyên môn của Phật học không? Năm căn là mắt, tai, mũi, miệng, nói tiếng Hán là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân này là mắt, tai, mũi, miệng, thân. Nó có năm cái đối tượng của nó là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Sắc là hình sắc, thanh là âm thanh, hương là thơm, mùi, vị là cái nếm, xúc là cái chạm. Mà con người mình lúc nào cũng vướng vào sắc, thanh, hương, vị, xúc. Chứ mình không có chế ngự thì mình rong ruổi. Chứ rong ruổi là mình buông luôn theo nó. Này các đệ tử, khi thọ dụng phẩm và cúng dường, các vị nên quan niệm như uống thuốc. Ít có ai mà nghĩ vậy lắm. Đa phần là mình nghĩ ăn cho ngon. Nhưng mà cái ngon đó nó có cho mình được cái sức khỏe thì mới gọi là ngon. Còn ngon mà không có sức khỏe thì nó thành độc. Cho nên các người mà xuất gia trong chùa đó, tại sao phải nói là ăn như thuốc biết không? Để giảm đi cái tật khen chê. Mà con người mình nó khổ nổi, cái người ta bỏ ra cả giờ, cả ngày người ta nấu, mình không nhận ra cái cực khổ người ta. Lên ngồi ăn vừa đưa vô miếng, trời làm gì mặn chát, dở ẹt. Mà trong khi đó người ta đem hết sức của người ta trong một ngày nấu, mình không nhận ra cái đó, có phải là mình tội không? Mình tội nghiệp người ta. Cho nên nói uống thuốc là để làm gì? Để mình tránh đi cái trường hợp là khen chê làm cho người khác buồn. Mà thật tình á, là thưa đại chúng á, thức ăn quả thật là một món thuốc. Mình uống thuốc không bằng ăn. Pháp Hòa ví dụ như một ngày mình uống một viên vitamin C. Dù nó là vitamin C nhưng mà cái gì nó biến chế, nó nhất định phải qua những cái hóa chất. Còn trong khi đó mình mua nước cam tươi, mình uống một ly nước cam tươi, mình uống những cái loại trái cây nó có chất vitamin C, nó vẫn tốt hơn mình uống một viên thuốc. Nhưng mà người ta làm gọn để làm gì? Để cho mình đi đường, mình cuộc sống mình dễ dàng, khỏi có mất công. Nhưng mà cái ăn nó vẫn hơn. Pháp Hòa có một chị Phật tử, chị bệnh ung thư cái bướu 3.6 cm. Gần 2 năm nay chị không ăn một hộp cơm, một miếng bánh nào trong người, không có một thức ăn nào trong người hết. Hoàn toàn là uống nước rau, uống nước rau củ thôi. Mà bây giờ cái bú đó nó nhỏ xuống còn 1.1, 1.3. Và chị mới nói với Pháp Hòa là con ước nguyện là khi con chữa bệnh bằng cái con đường này mà hết bệnh, con sẽ mở một chương trình giúp đỡ cho người khác chữa bệnh ung thư bằng con đường uống nước rau. Mình ăn không có tốt nha thưa đại chúng, khi mình bệnh ung thư tất cả những thức ăn mình vô nó là chất bổ dưỡng để làm cho cái tế bào ung thư nó tăng trưởng, chứ không phải làm như mình nghĩ là ăn cho khỏe đâu. Bởi vì nó bao bọc mình hết rồi, nó tấn công ngay cửa thành rồi. Đồ ăn bổ vô là vi trùng nó tiếp hết, nó chưa vô tới trong cửa thành mà, thì làm sao mình khỏe được. Cho nên vô bao nhiêu thì tế bào ung thư nó cảm ơn mình nhiều. Nó nói chờ cảm ơn chị nghe, chị cho tôi ăn miếng bánh donut, bữa nay tôi sẽ cho chị thêm 3.000 con vi trùng. Tại vì những cái gì mà nó có chất đường á, chất đường là tất, rất là hại cho ung thư. Cái chất đường là cái là đồ ăn kịch liệt làm cho tế bào ung thư nó tăng trưởng. Cho nên đâu phải ăn, chị này gần 2 năm nay không có ăn, hoàn toàn uống nước rau củ. Uống nước rau củ và chị bệnh. Mà chị nói á, bây giờ con mới xác định một điều á, khi mà tâm lý con người bình an, chữa bệnh rất là mau. Chị nói hôm nào mà chị lo lắng là cái cục bú đó nó cứng, nó đau. Mà hôm nào tâm thoải mái là cái chỗ đó nó không thấy. Cho nên cái tâm lý con người, cái tâm trạng con người rất là quan trọng. Vì vậy mà chúng ta luôn luôn làm cho mình lạc quan.
bằng những cái tư duy tích cực. Vì vậy mà mình ăn cái gì cũng chỉ quán niệm như là món thuốc. Mỗi bữa ăn của ở trong chùa đó có cái câu thứ tư là quán nguyện đó: chỉ xin ăn những thức ăn có tác dụng nuôi dưỡng lòng từ bi, nuôi dưỡng cơ thể, ngăn ngừa tật bệnh, bảo hộ được môi sinh. Ăn chỉ để bảo hộ môi trường. Ăn là ăn và phải lựa cái gì để bảo hộ được môi trường. Ăn như thế nào để nuôi dưỡng lòng từ bi, nuôi dưỡng cơ thể, ngăn ngừa tật bệnh. Đó là một cách diễn đạt từ một câu tiếng Hán. Chánh sự lương dược, vị liệu hình khô. Phải coi món ăn này là món thuốc chánh, gọi là chánh sự lương dược. Vị liệu tức là vì trị liệu. Hình khô là cái thân thể khô gầy. Mình không ăn thì thân thể mình bệnh tật khô gầy. Cho nên mình phải ăn. Nhưng mà ăn như thế nào để chúng ta giảm thiểu bệnh tật và khổ đau của muôn loài. Vừa rồi họ chiếu ra một cái đoạn, một cái clip phim, một cái cô đó, cô ăn món cháo dơi hay canh dơi gì đó, mà để con dơi trên cái chén rồi, rồi cầm con dơi lột ra. Mình thấy mình ăn trên cái đau khổ của con vật thì nó tổn cái lòng từ của mình. Giống như người ta uống máu chim vậy, bắt con chim rồi cắt cái cổ nó ra, chắc máu nó vô cái ly nước, cái rượu vậy, nó uống xong rồi đưa con chim nó vô cho cái bà chủ quán, bà nhổ lông, bà làm món ăn ra cho mình nhậu, để gọi là mình hưởng thụ. Nhưng mà thật sự cái đó không phải là mình nói, không phải là mình nói cái vấn đề tội lỗi đọa lạc gì. Nhưng ở cái phương diện cuộc sống của chúng ta, có những cái chúng ta mình cho mình nhưng mà tổn thương đến người khác thì mình phải suy nghĩ lại. Thậm chí Pháp Hòa hay nói, ví dụ mình đi đường mình thấy miếng miễn chay, nếu mà mình chịu khó mình nhặt cái miễn chay lên, vì mình nghĩ rằng sợ ai không thấy đường có thể đạp trúng. Cứ làm những cái việc nhỏ nhỏ đó thôi, lâu ngày cái tình thương của mình nó lớn lên, và cái phước của mình nó được tăng trưởng ở những cái mình sống mà mình biết lân mẫn tới người khác. Pháp Hòa thấy mấy chú mà khui một cái lon đó, mà không đẩy cái nắp xuống mà khui xong rồi dục đại vô trong thùng rác là Hòa la đó. Lỡ người ta nhúng nhấn lấy tay người ta nhấn rác vô, mà cái miếng của cái nắp đó cắt tay người ta phải tội không? Thậm chí rửa chén cũng vậy. Pháp Hòa đi ngang mà thấy ai dục dao trong cái sinh mà một ngập nước là không có được, nguy hiểm vô cùng. Người ta rửa chén mà người ta lỡ, người ta lấy dự nghĩ là ở dưới đó là đũa là muỗng, người ta lấy tay ta hốt vô phải đứt tay người ta. Cái gì mình thấy trước cái hậu quả, sao mình không tránh để cho người khác đỡ đau, mặc dù chỉ là đứt tay. Đi đường thấy cái chỗ đó nước mình té trơn đây nè, lập tức lấy vải rau liền. Trời đất ơi, mình đi mình muốn té cái này, ai làm đổ nước rồi đi luôn. Bây giờ mình may là mình không thấy, là mình gượng lại được đó. Người khác ta té ra phải tội tao, mà nhất là mấy bác lớn tuổi. Cho nên cuộc sống này mà muốn tạo phước đó, hằng hà sa số phước tràn ngập trong cuộc sống của chúng ta. Cái quan trọng là mình dùng con mắt mình thấy để làm gì? Con mắt mình vẫn thấy, nhưng thấy để tạo phước hay thấy để chúng ta tạo nghiệp, tùy theo chúng ta. Tùy theo cái. Rồi mình nghe một câu chuyện gì đó, rồi mình dẫn chứng, mình diễn đạt, mình thông truyền, làm cho người ta an lạc hay không. Cho nên nhiều khi con người bệnh ít, nhưng mà nghe người ta hù riết cũng sợ. Một phần đi chợ cũng do hù đó, do dọa đó. Cho nên thưa đại chúng là mình thấy tất cả những cái phẩm vật mà người ta cho mình đều trị bệnh. Thứ tư, này các đệ tử, nếu có ai xúc phạm, thương tổn các vị nên kềm chế tâm mình. Thường thường sống mỗi ngày, người ta không đụng mình kiểu này thì người ta chạm mình kiểu khác. Đụng chạm mà. Chạm là nhẹ thôi nha, tức là đi ngang quẹt sơ sơ thôi, đụng là người ta cố tình đó. Hoặc là nhiều khi ta vô tình ta đẩy mạnh quá ta đụng mình. Chuột sống này không đụng thì cũng sẽ chạm. Nhưng mà quan trọng là cái tâm chúng ta tiếp sự đụng chạm đó bằng cái tâm gì. Mình nghĩ ta cố ý hay mình nghĩ ta vô tình. Và mình nghĩ rằng thôi đụng nhưng mà tôi không có sao,
Có nhiều người dễ thương nha, đụng xe người ta, ta bước xuống, ta thấy xe người ta không sao, ta nói thôi không có sao đâu, ta tha cho mình. Nhưng mà ngược lại có những người làm gì, lợi dụng một cái đụng nhẹ đó để mà ăn tiền suốt đời cũng có. Cho nên á, mình phải kềm chế cái tâm mình, tại vì tùy cái tâm lợi dụng cái việc gì đó để mà mình làm khổ người khác. Nếu mà nói là cuộc sống mình đừng có đụng chạm thì hơi khó đó, làm gì mà không đụng chạm. Nhưng mà cái quan trọng là cái tâm của mình đã tiếp xử mọi sự việc như thế nào, để chúng ta cảm thấy sự việc nó nhẹ nhàng ra. Rồi thưa đại chúng, bây giờ những cái lời này là Phật dạy phải không? Mà nếu chúng ta mượn vô những lời này mà chúng ta dạy lại cho con cháu chúng ta, thí dụ như cái câu hồi nãy, cuộc sống làm gì không có những đụng chạm, các con nhớ lấy cái tâm mà ra đối xử với mọi người, và nhớ rằng sống ở đời thêm một người bạn sẽ giảm được một người thù. Đó là những lời di giáo mà chúng ta có thể để lại cho con cháu chúng ta, không hẳn là tiền của. Cho nên nếu mình có của để thêm cái lá thơ này, còn nếu không có gì để phải không, cũng để lại một di chúc đi. Mà di chúc đó chính là những lời nhắc nhở. Pháp Hòa hay nói với mấy bác á, bây giờ cái xã hội tốt á, phương tiện tốt rồi, quý bác tụng kinh đi, tụng kinh thâu vô một cái clip, tụng hay tụng dở gì đừng có lo, tụng để làm gì, để cho con cháu mình có kỷ niệm, mai mốt mà mình có 100 tuổi con cháu mình nhớ mình thì mở mấy cái máy này lên nghe. Chứ còn nếu mà hồi xưa không có phương tiện thì đâu có lưu lại cái âm thanh tiếng nói của mình. Còn bây giờ phương tiện quá, quý vị nên làm, quý vị nên làm, ai có cái cell phone đó, mở bấm lên cái nút thâu đó, những lời nhắc nhở hoặc không biết gì hết, lấy bài kinh ra tụng, nhất là kinh báo hiếu phụ mẫu, tụng bằng cái âm thanh của mình. Má không có gì để lại cho con, má để lại cho con một cái clip tụng kinh của má. Khi nào các con nhớ má, các con mở ra nghe, các con nhớ ba mở tụng kinh ra nghe, mà nghe cái bài phụ báo hiếu phụ mẫu, tự nhiên con thấm thía. Ở đây có một đạo hữu, khi mà rơi vào cái bệnh, đạo hữu đã dùng cái bàn tay của mình trong cái bệnh tật đó mà viết lại một quyển Phật pháp để lại cho các con. Bây giờ có thể các con chưa thấy quý, nhưng mà khi mình đi rồi, những lúc giây phút nó nhớ mình, nó mở cái cuốn đó ra, thì lúc đó nó sẽ đọc những gì mà mình để lại cho con cháu. Quý vị thấy có thể lúc mà Phật mất thì cái lời di giáo này không thấm, nhưng mà càng về sau thì cuộc sống nó càng loạn, thì tự nhiên những lời dạy này chúng ta càng thấy thấm. Thôi thì hôm nay nhân ngày Đức Phật Niết Bàn, tính theo cách kỷ niệm của Phật giáo Á Đông như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Hoa, Việt Nam, chúng ta lấy ngày này kỷ niệm ngày Đức Phật Niết Bàn, thì Pháp Hòa cũng trích lại một vài câu, chứ chưa toàn bộ cái bài kinh di giáo của Phật nha. Nếu mà muốn học hết cái bài kinh di giáo Phật dài lắm, nhiều thứ Phật dạy lắm, Pháp Hòa chỉ trích một vài câu để chia sẻ với đại chúng thêm nhân cái dịp lễ này. Và nhân cái này chúng ta có một cái suy nghĩ thêm nữa, chúng ta hãy để lại cái lời dạy gì cho các người thân của mình, có thể là bạn bè, anh em cũng không sao hết, nên có một cái lời nhắc nhở để lại, để người sau nương vào đó mà sống có mực thước, mà sống có mực thước có đạo đức thì sống có giới luật, mà người sống có luật lệ thì không có làm cho mình bị tổn thương, không làm người khác tổn thương. Đời này mình được tròn vẹn cái nhân cách, đời sau mình được cái phước báo. Xin chúc đại chúng có một cuối tuần an vui. Và xin thưa, hôm nay là ngày rằm, thì bắt đầu trưa hôm nay lúc 2 giờ chúng ta sẽ bắt đầu khai pháp hội vía Bồ Tát Quan Âm, lại 100 lại, mà chúng ta sẽ lại 5 ngày liên tiếp, thì 5 ngày là 500. Hôm nay chúng ta lại 2 giờ chiều. Bắt đầu từ ngày mai thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, mỗi ngày chúng ta lại 7 giờ rưỡi tối. Lại tới ngày thứ 5 thì viên mãn đạo tràng Quan Âm, cũng là kết thúc 49 ngày chúng ta phát nguyện cúng dường Phật Dược Sư, tụng kinh Dược Sư. Cho nên từ đây tới ngày thứ 5
mỗi ngày đều có chương trình tụng kinh lễ Phật. Quý vị nào có thời gian xin mời về chùa mỗi tối 7 giờ rưỡi để cùng lễ Phật cầu nguyện. Đây là cái cơ hội để chúng ta lễ Đức Quan Âm, cầu nguyện cho mình, cũng như nhất là chúng ta hướng tâm về cái cơn bệnh dịch đang lan lây trong thời gian gần đây. Mỗi người mỗi tâm niệm để thiện lành, để cầu nguyện cho cái lần nạn này. Nguyện cầu cho thế giới cũng như tất cả chúng ta được an lành. Xin cảm ơn đại chúng. Rồi bây giờ chúng ta cùng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và đều trọn thành Phật đạo. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong tuần lễ hàng, trong cái ngày lễ hàng tuần ngày Chủ nhật. Và sáng nay sau giờ kinh thì chúng ta có buổi sinh hoạt. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Pháp Hòa xin sám hối với đại chúng là đột xuất thì cái hệ thống âm thanh của chùa nó bị hư. Có lẽ là cũng đến ngày để phải thay, tại vì 23 năm rồi. Mình có sử dụng nhưng mà mình chưa bao giờ thay đổi gì hết. Thì từ đó Chúa cho chúng ta biết rằng bất cứ việc gì cũng có thể xảy ra. Mà may là mình có một cái chuẩn bị trước. Mà nói chuẩn bị trước nói cho oai vậy đó. Chứ thật sự là cái này cũng rất là hên. Người ta mới cho để đem lên Tây Thiên đi cúng. Những cái lúc mà ra ngoài trời cúng lễ, ngoài Quan Âm đài đó, thì mình có để mình làm lễ cho mọi người. Thì người ta mới cho, rồi mới đem thử, rồi chưa kịp đem lên trên chắc cũng có điềm. Để là đây. Ngày xưa ông bà mình hay có câu tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàn. Để là một chén cơm gạo ở trong nhà đó, để mà hờ những ngày hết gạo. Tích cốc phòng cơ, cơ là đói, cốc là hạt thóc, tích là mình tích trữ lại. Tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàn là cất một cái áo là để dành những ngày lạnh. Thường thường mình đi đâu á, dù là mùa hè, quý vị cũng không nên quên cái áo lạnh. Tại vì thời tiết có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Người Việt Nam mình đi ra đường trong túi phải có mà vài đồng tiền để dằn túi. Chúng ta gọi là dằn túi để làm chi biết không? Lỡ đập bánh tráng có tiền đền. Nghĩa là đôi khi chúng ta có những cái việc chúng ta muốn xài tiền bất tử. Cho nên người Việt lúc nào trong túi cũng có vài đồng. Không dám nói nhiều nha, nói vài đồng thôi. Pháp Hòa nhớ Việt Nam mà mấy bà cụ của mình là mặc áo bà ba đó. Cái tiền là gói trong bao nhiêu lớp ni lông. Bao nhiêu lớp chứ không phải một lớp à. Rồi giấy, rồi ni lông, rồi cột, rồi lại cái để trong túi có cái cây, cái kim tây á, kẹp cái túi lại. Mà không dám để túi ngoài đâu nghe. Cái túi trong nhất á, ở ngoài có thể là 3-4 lớp áo á. Mỗi một lần muốn cho mình tiền á, mình đứng mình toát mồ hôi vậy. Cứ đứng mấy bà lật cái áo lên, rồi lật cái áo lên, lật cái áo lên, rồi thấy cái túi tiền là mình tưởng có tiền rồi. Tới hồi lấy ra là phải mở ra từng lớp vậy đó. Thế đại chúng là hôm nay chúng ta học Kinh Pháp Cú câu thứ 7 và câu thứ 8. Đây là câu thứ 7. Ai sống nhìn tịnh tướng, không hộ trì các căn, ăn uống thiếu tiết độ, biến nhát chẳng tinh cần, ma uy hiếp kẻ ấy như cây yếu trước gió. Quý vị nghe kịp câu đó không? Ai sống nhìn tịnh tướng, tịnh tướng tức là những cái tướng đẹp đó, có khi đọc là mỹ tướng, tịnh tướng tùy theo cách dịch. Ở chung là nói tóm lại là ai mà sống mà chỉ lo nhìn cái tướng đẹp, nói đại khái vậy đi. Không hộ trì các căn, hộ trì các căn là mắt tai mũi miệng gì đó.
ăn uống thiếu tiết độ, tức là ăn uống không có sự chừng mực, biếng nhác chẳng tinh cần, lười biếng không siêng năng đó, ma uy hiếp kẻ đó, ma sẽ làm sẽ uy hiếp người đó. Như cái cây đứng trước gió, như cây yếu trước gió, mà cây yếu trước gió thì gió thổi thì sao? Ngã gãy. Đó là câu một câu thứ bảy. Rồi cái câu ngược lại đây: ai sống quán bất tịnh, hồi nãy thì ai mà sống nhìn toàn là tướng đẹp, nhưng mà giờ ngược lại, người nào sống luôn luôn nhìn những cái tướng bằng cái nhìn của bất tịnh là gì? Vô thường là tạm bợ. Nếu người nào nhìn mọi sự là như vậy đó, thì mà chẳng những vậy mà còn khéo hộ trì các căn. Ở trên kia là không hộ trì các căn, ở dưới này khéo hộ trì các căn. Ăn uống có tiết độ, có lòng tin và tinh cần, mà không uy hiếp được, như núi đá trước gió. Núi đá trước gió thì sao mà gió nó thổi được, phải không? Đây là câu thứ 7, câu thứ 8. Tại sao Phật nói câu này? Tại vì có hai anh em đó đi tu, người anh và người em đi tu. Thì một hôm á, hai em rủ nhau về thăm gia đình. Mà trước khi hai người này đi tu á, là hai người này có gia đình, có vợ. Rồi thì khi mà đi tu á, thì trở về nhà thăm á, thì cái ông em á, bị bà vợ á, chiêu dụ ở lại. Còn ông anh á, thì các người nhà bên ông anh á, thấy bà dâu mà người vợ của người em đó có cách chiêu dụ ông chồng quá, đi tu mà về nói cái ông ở nhà luôn. Thành thử ra bà kia bắt chước, bà vợ kia của người anh bắt chước làm y như vậy. Nhưng mà rất may là cái thầy kia đó, thầy anh đó, ổng thật sự ổng muốn tu, cho nên rồi ổng không bị chiêu dụ. Thì cái câu đầu là Phật nói cho người em, câu thứ hai là Phật nói cho người anh. Nhưng bây giờ Phật mới nói nè: ai sống nhìn tịnh tướng. Cái chỗ này có nơi dịch là ai sống nhìn mỹ tướng. Tức là người nào mà sống chỉ nhìn vào cái sắc tướng của bên ngoài, thì người đó dễ bị dụ lắm. Có không? Có nhiều khi người đó xấu quá à, nhưng mà để hình lên trên Facebook đó, giới thiệu với mình thấy đẹp lắm. Trời ơi, mình quên một chuyện, thời bây giờ Photoshop họ làm cái gì cũng được hết. Bây giờ Pháp Hòa thì không biết làm, nhưng mà thấy mấy đứa nhỏ nó làm. Nhiều khi nó lại nó giỡn với Pháp Hòa, nó chụp tấm hình mình về nè, cái nó bỏ vô máy, hồi mình thành ông già mốm miếu tóc bạc hết trơn. Nó đem nó cho mình coi, nó thầy nè, nửa già thầy vậy nè. Thì quý vị phải biết rằng ai mà sống chỉ nhìn bị lôi cuốn bởi cái tướng, không hộ trì các căn. Chúng ta có 6 căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân. Nói 5 căn đi. Cái ý là cái mà không thấy. Bây giờ 5 căn nó thô bên ngoài mình thấy nè: mắt nè, tai nè, mũi nè, miệng nè, thân nè. Thì 5 cái căn này nó có 5 cái đối tượng. 5 cái đối tượng của căn này là gì? Mắt thì sắc, tai thì thanh, mũi thì hương, lưỡi thì vị, thân thì xúc chạm. Đó là 5 cái đối tượng của 5 căn. Nhưng mà bây giờ hộ trì làm sao? Không lẽ mình may khẩu trang cho tất cả các căn? Mắt thì phải có đồ bịt lại. Bây giờ mình đang hộ trì khẩu căn, vị căn. Cái chữ hộ trì là gì? Nó có 2 trường hợp. Hộ trì đó là có những vị người ta ở trong những nơi chốn tu tập. Ví dụ như mình đi chùa mình tu đi, mình ít có tiếp xúc bên ngoài, cũng một phần hộ trì. Tại sao? Tại vì người ta thường nói sao: tri sự thiểu thời phiền não thiểu, thức nhân đa xứ thị phi đa. Mình biết việc ít á, thì phiền não ít. Mình mà quen biết nhiều là thị phi nhiều lắm. Pháp Hòa ví dụ bây giờ mình là một người nổi tiếng trong em minh tinh đi,
nhúc nhích một cái người ta biết liền. Còn mình là không làm gì á, mình làm gì không ai biết hết. Nhưng mà rồi á, ở đời đâu phải đơn thuần như vậy. Nhiều khi mình tiền của mình bỏ ra mình đi chiếc xe đẹp, người ta cũng dòm đó, ta dòm, ta ngó, người ta đâu phải dòm ngó không, ta phải nói nữa. Làm gì lúc này đi xe đẹp dữ vậy? Tôi nhớ đây làm job thường lắm mà sao tiền đâu dữ vậy? Mình đủ thứ hết á. Cho nên cái người ta hay nhắc nhở mình, thức nhân đa xứ, thị phi đa, biết nhiều người là thị phi nhiều. Thấy không? Còn mình tri sự là mình biết sự việc mà ít á, thì phiền não ít. Cái hộ trì là gì? Không có nghĩa là chúng ta dẹp cái con mắt mình, cái tai mình, cái miệng mình. Hộ trì là chúng ta luôn luôn phòng hộ, đi đứng nằm ngồi, giao tiếp, cái gì không cần thiết chúng ta cần phải hộ nó đi. Vì vậy mà ngày xưa, ngay cả các vị mà đi xuất gia đó, đi ra đường không có liếc ngó hai bên, cứ nhìn xuống đất mà đi thôi, để chi phòng hộ mắt. Có một chú tiểu đó được thầy nuôi ở trên hình như kỳ rồi qua kể đó phải không? Chú tiểu mà được thầy nuôi trên núi đó, rồi suốt cả bao nhiêu năm chú không biết gì ở dưới núi hết rồi. Bữa nọ thầy thấy chú tội quá, dẫn ông xuống phố cho ông đi chơi, dẫn ông đi xuống chợ, cái ông thấy gì ông cũng hỏi hết á. Thầy đó là cái gì vậy thầy? Ông thầy nó ở đó là cái nhà, cái nãy cái xe vân vân. Tới hồi đi ngang một cô gái đẹp, chú hỏi thầy cái đó là cái gì vậy thầy? Ông thầy nó con cọp cái. Rồi thôi nói vậy thôi, rồi chú cũng đi về. Từ khi mà chú về tới nhà rồi là bắt đầu chú ốm o, chú gầy mòn, chú tiều tụy, chú không ăn, lên tụng kinh người chú thẫn thờ. Hồi xưa chú nhìn Phật tha thiết chú tụng lắm, chú tụng rất là hay mà chú tha thiết, giờ chú lên chú tụng kinh không có nghe gì hay ho nữa hết. Cuối cùng ông thầy mới tới chú tâm sự, từ ngày con đi phố về con có bị bệnh gì không, mà sao con thầy thấy con người con nó lạ, con cần cái gì, con như thế nào con nói cho thầy nghe. Thì lúc đó chú mới nói thiệt, nói dạ thưa thầy con nhớ con cọp đó quá. Đó là phòng hộ. Cho nên tại sao mà người tu á phải cạo đầu? Tại vì chữ cạo là gì? Cạo là mình gọt, mình cắt, mình cạo đi, nghĩa là cạo cái tâm, cạo cái phiền não. Nếu mà đứng trên hình tướng á, là mình làm giảm đi cái đẹp. Tại vì con người đẹp là nhờ tóc, nhờ răng. Mà giảm đi cái đẹp là gì? Khi tóc không còn. Cho nên có nhiều đứa nhỏ đó, nó ham tu nhưng mà với điều kiện đừng cạo đầu. Người tu là rồi bên cạnh đó là con người mình vướng vào cái gì nữa? Vào áo quần. Mà người tu thì khi mình đi tu rồi thì mình chỉ còn bao nhiêu cái áo đó thôi. Cho nên rồi không còn suy nghĩ phải đi coi những kiểu gì nữa hết. Cả đời này ngày nào anh còn tu thì model của anh chỉ có nhiêu đó thôi. Thấy không? Và những cái màu mà anh có thể mặc là màu vàng, màu lam, màu nâu thôi. Còn ngoài ra anh không được mặc những cái màu sặc sỡ khác. Xanh vàng, đỏ tím gì, xanh tím gì đó không mặc nữa. Nó giảm đi cho mình cái tâm gọi là gì? Phóng ra ngoài đi tìm hiểu. Hễ mà còn tóc thì phải coi kiểu nha. Rồi phải lo là nó bạc quá, ta nhìn kỳ phải nhuộm nha. Cạo rồi thì khỏe. Thầy nào mà biết dùng cái lưỡi lam, đa số là các thầy bây giờ là xài lưỡi lam không? Tự mình cạo cho mình thôi. Cứ ngày hai ngày thì cứ lấy xà phòng gọi lên đầu, rồi cái lấy cái lưỡi lam tự cạo thôi. 5 phút là cái đầu nó xong, khỏi tốn gì hết. Mua một hộp cái lưỡi dao đó mấy đồng rồi, xài lâu lắm. Còn mình á, còn tóc thì mình phải lo tóc, còn ăn mặc thì phải lo ăn mặc. Cái đó không có gì sai. Nhưng mà ở đây muốn nói khi chúng ta còn cái gì thì chúng ta rất bận rộn với cái đó. Thì bây giờ chúng ta được cái đó không sao. Nhưng mà nếu chúng ta muốn tu tập thì chúng ta làm gì? Phòng hộ nó đi. Bây giờ còn thích đi shopping không? Còn. Nhưng mà hình như hết muốn mua gì nữa rồi.
Tại sao? Thứ nhất là quá nhiều rồi. Thứ hai giờ có thể nói thôi lớn tuổi rồi, đủ rồi. Thứ ba nữa là có thể mùa dịch này tiền nông không có nhiều. Bây giờ mặt đẹp cỡ nào mà ra đường đeo khẩu trang cũng vậy thôi. Thí dụ vậy. Giờ cái xứ lạnh của mình á, mình cũng có thể bớt giảm được một số chi phí. Như ở những cái xứ nóng, người ta lúc nào người ta ấm thì người ta lúc nào cũng có khuynh hướng là đi ra ngoài. Mà hãy ra ngoài thì phải ăn mặc cho thật đẹp. Ở đây bây giờ quý vị có làm móng tay móng chân đẹp cỡ nào đi nữa cũng mang vớ mang giày suốt mùa đông. Thí dụ vậy. Cho nên ai sống nhìn tịnh tướng, không hồng hộ các căn, bên cạnh đó gì nữa, ăn uống thiếu tiết độ. Thật ra trong Phật Pháp chúng ta ăn, nhưng mà để ăn tiết độ là sao? Ngon cũng cỡ đó thôi, mà dở cũng vậy thôi. Mình đừng có tập là bữa nào ngon mình ăn cố, rồi bữa nào dở cái mình ăn ít, vân vân. Thì cái đó là mình không có quân bình. Có một em hôm qua nó lên nó thăm, nó cũng đặt một câu hỏi là thí dụ bây giờ Phật dạy mình đừng tham, mà nếu mà tụi con không có tham thì làm sao tụi con tiến thân? Pháp Hòa nói không, đừng có hiểu lầm ý đó. Tham là trước hết chúng ta phải xác định con người là có tham. Chữ tham nghĩa là gì? Tham nghĩa là muốn, chứ không có vậy đó. Chữ tham là muốn hay là chữ dục là muốn. Nhưng mà nếu chúng ta muốn cái gì mà nó không cần thiết và nó hoặc là nó ngoài khả năng thì bây giờ chúng ta bắt đầu khổ. Và có khi chúng ta muốn những điều chúng ta không cần. Cái nhu cầu của chúng ta cần rất ít mà chúng ta muốn thì rất nhiều. Cái này mới khổ nè. Cái nhu cầu mình rất ít, nhưng mà cái muốn mình rất nhiều. Quý vị thấy cái dịch vừa rồi đó, nó từ một cái chuyện gì đó thì nó có nhiều khía cạnh để chúng ta tư duy quán chiếu và thấy được bản chất của con người. Chạy đi vô Costco không dành gì hết á. Dành gì? Dành giấy đi cầu phải không? Mà nếu mà lúc đó mà không còn đồ ăn thì có gì nữa đâu, đi giày xài giấy đó. Mà ví dụ bây giờ lỡ như hồi xưa mình ở Việt Nam nè, cái thời mình nghèo không có giấy đi cầu mình xài gì? Pháp Hòa nè, lá chuối khô. Ở chùa quê là những cái cây chuối ở trong vườn đó, tới giờ đi là mọi chạy ra vườn tẹt một cái lá chuối khô là xong. Thậm chí nghèo nữa chạy ra đường, bất cứ một miếng giấy gì trên đường lượm lên là phủi phủi là coi như xong rồi đó. Không có biết phân biệt giấy gì là giấy gì cả. Rồi giờ qua đây là thôi đủ thứ, nội cái giấy đó thôi mà cũng phải giấy con mèo mới được nghe. Giấy con mèo mới tốt nghe, giấy phải hai chung một cũng ấm, không chịu nữa, vân vân. Thử mình mới thấy rằng khi mình đụng chuyện cái nhu cầu của mình mới thấy là mình không đâu cần gì đâu. Lúc mà chạy ra Costco coi toàn là mua đồ ăn như đó thôi à. Vậy thì con người của chúng ta cuối cùng mình nhìn lại con người chúng ta cần gì? Cần ăn thôi à, cần ở thôi. Nhưng xong việc rồi là cái ăn nó cất bên, là bao nhiêu thứ khác nó xong. Nhưng khi hữu sự mà nghĩa là nguy kịch nó đến, con người chỉ cần sự sống. Tại sao Phật gọi cuộc thế giới này là cái thế giới ta bà? Cái chữ ta bà nó nghĩa là trong tiếng Phạn nghĩa là gì? Nghĩa là cõi kham nhẫn. Tại sao phải kham nhẫn? Là vì cái cõi này nó rắc rối lắm, rất là rắc rối. Rắc rối từ cái ăn, cái mặc, cái hành xử, mọi sự, mọi việc. Buồn phiền đủ kiểu, đủ cách hết. Mà nếu chúng ta cuộc sống này chúng ta thiếu sự gọi là tinh cần, phòng hộ, tiết chế thì chúng ta rất khổ. Bây giờ đại chúng cứ nghĩ á, mình ai cũng ghét hết thì mình làm sao có bạn, sống làm sao vui, thấy không? Cho nên ăn uống thiếu tiết độ, biếng nhác chẳng tinh cần. Không có người nào thành công mà do biếng nhác hết. Người thành công là phải do siêng năng. Quý vị thấy qua một cái dịch này, ở một cái mặt tích cực thấy, mình thấy có những vị người ta rất là có lòng.
Chẳng hạn như là Pháp Hòa biết cộng đồng người Việt mình đó, may khẩu trang nhiều lắm. Pháp Hòa biết rất nhiều vị mua vải về rồi may khẩu trang. Phật tử bên Mỹ gọi qua đây: quý thầy có cần khẩu trang không? Tụi con may gửi qua khắp các nơi ở Canada. Các vị đều may, quan tâm cho nhau, gửi khẩu trang tặng cho nhau. Và có những vị may rất kỹ, may rất đẹp. Mà đem, có một vị mới kể với Pháp Hòa: trong thời gian con may khẩu trang là con niệm Phật suốt. Con niệm Phật, con cầu cho mọi người đeo cái khẩu trang này vô, bệnh tật tiêu trừ, tâm lành tăng trưởng. Có những vị làm bằng cả, không phải chỉ ở hành động mà luôn cả tấm lòng. Thật ra ngay cả việc làm là đã thể hiện tấm lòng, nhưng trong khi làm đó không có bị sao lãng việc khác, mà đem tâm chánh niệm, niệm Phật cầu nguyện gửi vào trong từng cái khẩu trang đó. Bây giờ quý vị không cần nhất thiết là phải đợi làm cái việc đó, ngay ở nhà mình nè, mỗi ngày mình nấu ăn cho người thân nè, đem tâm mình vào trong đó. Nguyện cho mọi người trong gia đình của con ăn cơm con nấu đều khởi được cái tâm lành thiện. Trong khi mình nghe làm việc, mình nghe pháp đó, là mình niệm pháp rồi. Mình vừa làm việc mình nghe pháp, mình không có niệm cái khác. Mình không có niệm sân si phiền não mà niệm pháp bảo. Thì nó nấu ăn, xếp quần áo, giặt quần áo cho người thân đều làm được việc đó. Thậm chí quý vị đang nuôi bệnh cho ai đó, khi đưa một miếng thuốc cho họ uống, nhớ chú nguyện vô đó. Nguyện cho người bệnh uống được thuốc này hết bệnh. Đem cái tâm của mình, cái tâm lực của mình vô trong đó. Thay vì mình không nghĩ gì hết, nó uổng đi. Hay là thay vì mình khởi một cái tâm niệm nào bất thiện, thì hãy khởi tâm niệm thiện vào đó. Có nhiều Phật tử phone đi tìm người thân, mà trước khi phone còn phải niệm Quan Âm cái. Có nhiều vị gọi Pháp Hòa nói: trời ơi, trước khi con gọi thầy con niệm Quan Âm, con cầu sao con gọi con gặp thầy. Ở đây Pháp Hòa chỉ muốn thưa là cái vấn đề, cái tâm niệm của chúng ta. Cho nên mỗi ngày cái tâm chúng ta đều khởi hết khi bất cứ việc gì chúng ta làm. Nhưng chúng ta hãy để ý là chúng ta niệm khởi bằng cái tâm gì, tâm thiện hay là tâm không thiện. Muốn được cái tâm thiện thì chúng ta phải học pháp. Học pháp mới có pháp để khởi chứ. Mình học cái gì mình khởi cái đó. Ví dụ quý vị thuộc bản nhạc coi, quý vị chỉ cần nghe tăng tăng cái bản nhạc đó là quý vị khởi lên những cái câu đó trong đầu mình hát theo. Thuộc cái gì mình mới khởi được? Cũng như thế, mình phải thuộc kinh thì trong tâm mình mới khởi kinh được. Thì ai không thuộc kinh thì thuộc câu niệm Phật. Biến nhát chẳng tinh cần. Chữ tinh cần là gì? Siêng năng cần mẫn một cách trong sạch. Chữ tinh là khi chúng ta tường tận cái việc đó. Thí dụ như người tu phải tinh tấn. Tại vì sao? Tại vì mình biết con đường tu của mình là mình đã chọn được một cái con đường trong sạch. Thì chúng ta cần siêng năng trong việc đó. Ma uy hiếp kẻ ấy, nếu người nào mà không phòng hộ các căn, ăn uống thiếu tiết độ, biến nhắc chẳng tinh cần, thì ma sẽ uy hiếp người đó. Chữ ma này là gì? Quý vị đừng hiểu lầm là ma này là những con ma nào bên ngoài nha. Trong Phật Pháp á, chữ ma này đó nghĩa là phiền não. Những cái khó khăn, những cái chướng ngại, nó sẽ đến, nó làm cho mình khổ lụy. Pháp Hòa ví dụ như mình mà ham ngủ thì con ma ngủ. Thường thường mình mà nghiện gì ta hay kêu ma đó. Thí dụ như người nghiện cờ bạc kêu ma cờ bạc, người mà nghiện rượu thì kêu ma rượu chè. Và nữ ra mỗi một cái đó, đó, mỗi một cái xấu đó, nó đều có cái thần đó, cái chướng ngại đó. Mà người nào vướng vô cái đó rồi trở ngại vô cùng. Ví dụ bây giờ mình mà nghiền, lỡ mình nghiền rượu coi, không có mình chịu không được. Và khi mà rượu nó vô rồi thì tâm mình phải loạn. Mà hễ mà tâm loạn thì nói năng, hành xử không có đứng đắn, không có nghiêm túc, có thể làm cho người thân và bản thân mình khổ. Và thậm chí ở Việt Nam rất nhiều người uống rượu say té chết.
té xuống hồ, xuống giếng, xuống ao, thậm chí trúng gió chết. Và thậm chí bị người ta ám sát, hành hung cũng có. Tại vì khi mà lỡ mình chuốc oán gây thù với ai thì đó cũng là một cơ hội để người ta trả oán trả thù mình. Cho nên chữ ma nghĩa là những sự trở ngại, những sự phiền não, những sự cản ngăn. Mình giận ai, mình vì cái người đó mình không làm được cái việc kia nữa là ma rồi đó. Mình bị ma trở ngại rồi đó. Cho nên á, ma uy hiếp kẻ ấy như cây yếu trước gió. Quý vị thấy cây mà nó ở trước gió thì ngã dễ lắm. Còn ngược lại thì sao? Nếu người nào quán bất tịnh, bây giờ ngược lại nè, quán bất tịnh là quán làm sao? Quán bất tịnh là quán tất cả các pháp là vô thường, là thay đổi. Thậm chí có nhiều vị người ta vô trong nghĩa trang người ta quán. Hồi xưa có một cái pháp tu thiền là vô trong nghĩa trang ấy, quán cái sự những cái xác chết ấy, tại có một cái ở bên Ấn Độ ấy, là người ta không có chôn. Một là người ta thiêu, ta ra ngoài sông Hằng ta đốt rồi ta thả xuống sông. Còn không thì có một cái rừng, khu rừng nào đó, ta vứt cái xác ở trong đó để cho con này con kia nó ăn, rồi tự cái người chết đó rã thay thôi, chứ còn không có chôn. Có gì ở bên Ấn Độ không có cái truyền thống chôn, mà ở bên Ấn Độ cũng không có cái truyền thống là liệm như mà mình lễ vô quan tài. Cho nên ở bên Ấn Độ không có quan tài. Đi qua bển mà lỡ mình, thí dụ người mình mà mất đi ở bển đó, cũng không có quan tài. Còn muốn thì mình phải đi mướn người ta làm một cái đống, một cái hộc vậy thôi, chứ còn họ không có dùng quan tài. Ở bển là chết là quấn vải, lấy vải trắng quấn. Mà ở những cái vùng mà xa đó, họ muốn đưa về những cái nơi mà thiêu đó, họ những chiếc xe đò mà chở khách đó, ở dưới này là chở khách, là ở trên là chở xác chết. Mà họ chồng từng chồng lên, rồi họ ràng lại. Mình đi là mình thấy một nguyên một cái chồng cao vậy đó, tưởng đâu những bó củi phải không, mà thiệt sự là xác chết không. Rồi thì họ đem tới cái bờ sông Hằng đó, họ nhóm lên cả hàng trăm cái đống, cái nhóm lửa vậy đó, rồi họ để trên cái giàn gỗ đó, rồi mời một vị đến làm phép một chút gì đó, rồi bắt đầu là châm lửa đốt. Làm sao mà quý vị nghĩ củi đâu mà đốt đến cái thân thể đó rã được. Đốt sơ 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 rồi cái dục xuống sông. Rồi con bò, con heo gì chết cũng bỏ xuống đó. Rồi bao nhiêu cái gì nó cũng bỏ xuống đó hết. Để vì sao? Tại vì sông Hằng đó là sông thánh, dòng nước thánh, ai mà có tội ngâm nó cũng hết nữa. Người nào bệnh tật gì xuống uống cũng hết bệnh nữa. 3 giờ sáng là dân người ta đi xuống cái dòng sông đó rất là đông, đông lắm, 3 giờ sáng thôi là in ỏi hết trơn. Mỗi một cái niềm tin của họ. Thì mình trở lại, thì các vị thầy tu á, đi vô trong cái rừng mà có xác chết á, nhìn một cái thây thể từ lúc mới vừa sình lên cho tới nước chảy vàng, cho tới mỗi con gì nó đục mắt, nó dòi thịt đồ nó rã ra. Cái đó gọi là chính cái phép quán về vô một cái thi thể chết, gọi là cửu tưởng quán. Chính cái giai đoạn mà một cái xác chết nó phải trải qua. Có khi người ta quán là người ta quán đến mức độ là người ta thấy con người sống vậy đó, mà người ta thấy rõ ràng bộ xương, gọi là bạch cốt. Nhìn một bộ xương để làm chi biết không? Trừ cái tâm ham muốn dục vọng ở trong con người. Thì cái chữ bất tịnh nó hai trường hợp. Một là mình nhìn một cái thân thể nó hôi dơ. Pháp Hòa ví dụ như cơ thể chúng ta đây, mặc dù mình mua đủ loại xà bông mình tắm á, nhưng mà chừng một ngày hai ngày mà không tắm thôi. Còn nếu mà nói khác hơn á, chúng ta chỉ thơm ở cái lớp da bên ngoài thôi, chứ còn bên trong cái lớp da mỏng này là trượt hết. Cho nên các vị tổ người ta hay nói, cơ thể chúng ta là gì? Là một cái túi da đựng đầy đồ dơ. Chẳng qua bên ngoài cái lớp da này, cái lớp vỏ da này rất mỏng, nhưng mà cái bên ngoài cái vỏ này thôi đủ cái hình sắc đẹp. Nhưng mà bên trong cái lớp da đó đựng đầy đồ dơ. Những cái gì chúng ta ăn ở trên bàn nó là thơm, nó là ngon, nhưng mà qua khỏi cuống họng là nó thành chất khác hết. Cho nên người ta quán bất tịnh vậy để làm gì? Để người ta giảm trừ đi cái tâm
sân si, ham muốn, cũng như là tranh đua. Con người mà còn đấu tranh nhiều là tại vì con người chưa thấy được sự sống nay chết mai. Có nhiều khi người thân đang ngồi chơi với mình vậy cái say qua chết rồi. Thầy Pháp Hòa mới có anh em Phật tử, bà ngoại ngồi đưa võng đi, đi đang ngồi đưa võng vậy ngồi đi luôn. Ở đây thỉnh thoảng Pháp mình thấy có những cái trường hợp là người ta đi chơi hai vợ chồng, rồi trong một cái tai nạn hai vợ chồng chết. Năm ngoái đó mình có trường hợp đó, mới đây mà một năm rồi đó. Cho nên người đó là một hình thức, phải không? Cái bất tịnh thứ hai là gì? Không cần phải, chữ bất tịnh này nó có cái nghĩa thứ hai là gì? Tất cả mọi sự vật, sự việc, con người không có cái gì nó tồn tại, không có cái gì tồn tại lâu dài. Cái đó cũng là một hình thức bất tịnh. Ví dụ như cái nhà mình ở nè, tất cả xung quanh nè, chén cơm hồi nãy mình nấu thiệt là ngon, đồ ăn mình nấu thiệt ngon, nhưng nếu mà trời nóng chúng ta để bên ngoài sau một buổi trời nóng coi, thì bắt đầu nó có mùi, phải không? Vậy thì cái hồi nãy nó thơm đó, mấy tiếng trước nó thơm đó, nhưng mà nếu chúng ta không khéo cất nó thì ở trong tủ lạnh thì nó cũng có thể trở thành là một chất thối. Mà có nhiều khi những cái món ăn chúng ta nấu nhưng mà có thể chúng ta làm không kỹ, chỉ có một buổi ngắn thôi là nó đã đổ nhớt, nó có mùi, nó hư. Thế thì tất cả mọi thứ chúng ta có thể nhìn bằng cái nhìn của sự thay đổi. Cái người có nhìn như vậy để chi? Để cái tâm họ bớt những cái sự ham muốn. Đối với người tu là chúng ta giảm tất cả mọi cái ham muốn, cái tham, cái sân, để chúng ta thẳng tiến tu tập. Còn đời sống của chúng ta, người đời hàng ngày ở nhà chúng ta làm sao? Người nào có muốn an lạc hạnh phúc thì người đó phải tiết chế. Quý vị để ý, mình mà nghe nhiều chuyện thiên hạ mình cũng phiền lắm. Nội cái chuyện gia đình mình thôi nghe còn không hết mà, giờ đâu nữa nghe chuyện người khác. Và nội cái chuyện của rắc rối của mình để mình lo giải quyết chưa xong nữa đây, làm sao mình giải quyết là mình nghe những chuyện người khác. Nhưng mà thật sự chuyện người khác mình không hề giải quyết gì hết đó. Nghe để mà khởi tâm, gọi là chê khen, hiềm khích, chê bai thôi, chứ còn cái tâm lân mẫn nó hiếm lắm. Cho nên ai sống quán bất tịnh, khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin và tinh tấn, ma không uy hiếp được như núi đá trước gió. Gió không lay động được đá, mà gió chỉ có thể bật ngã những cái cây yếu. Thì người tu của chúng ta cũng thế. Cho đây là hai cái câu. Và thưa đại chúng, mỗi người chúng ta đó, ai cũng có một lý tưởng. Người tu mà có lý tưởng thì khó bị những cái khác nó lung lay. Người sống mà không có lý tưởng thì dễ bị cái khác nó lung lay. Thí dụ như giờ mình sắp sửa đi tu học đi, ta nói trời ơi thiệt không, vô trong đó khó lắm đó, ngủ dậy mấy giờ, ăn như thế này, phải như thế kia. Cái tự nhiên mình nghe mình sợ, mình ở nhà nói tôi tịnh đi mà cái chị bạn tôi, cái ông anh bạn tôi nói đi vô đó tu khó lắm, cái là mình lui sụp. Có nhiều vị như vậy. Tại vì sao? Tại vì mình chưa biết, nhưng mà nghe người ta nói là mình đã lui. Thì Đức Phật nói trong kinh, có một câu chuyện Đức Phật kể như là cái ông vua sắp sửa ra trận, người ta chạy về, người ta báo cáo bên kia có bao nhiêu ngàn lính, họ có giáo, có gươm vậy đó. Ông vua nghe vậy cái rút lui, không dám tiến tới. Thành thử ra cuối cùng kinh thành đó thất thủ. Thì Đức Phật nói người tu cũng vậy, chúng ta muốn làm mà chúng ta cứ bị những cái khác nó chi phối, chúng ta không thể thực hiện được cái điều chúng ta làm. Ở đây á, khi chúng ta đã lập thành một cái mục đích, cái kế hoạch, cái lý tưởng rồi, thì chúng ta phải vững chãi với cái lý tưởng đó. Vì vậy cho nên á, khi mà chúng ta ăn á, các vị xuất gia đó ăn á, bữa ăn á, cái điều thứ năm
Đừng để cho cái tham đắm của sự ăn uống nó lôi cuốn mình, mà luôn luôn phải tư duy quán chiếu rằng ăn để làm gì? Ăn để thực hiện lý tưởng độ sanh. Đối với Pháp Hòa đó, năm cái phép quán trước khi ăn hầu như là lúc nào mình cũng có thể đem ra để ứng dụng, chứ không nhất thiết là phải bữa ăn. Nhưng mà mình thấy cái sự sâu sắc của những cái lời quán nguyện đó. Con vì lý tưởng độ sanh nên con thọ nhận thức ăn này, vì nuôi dưỡng tình huynh đệ để chí nguyện độ đời nên con thọ nhận. Thì bây giờ mình lấy cái lý tưởng, mỗi người chúng ta tu tập đều có lý tưởng hết. Thì tại sao chúng ta để cho ma nó lôi mình, để cho gió? Gió này là gió gì biết không? Có tám thứ gió: buồn với vui nè, thương với ghét nè, được với mất nè, thắng với thua nè. Tám thứ gió nhà Phật gọi là bát phong. Bát phong là tám ngọn gió, trong đó có thắng thua, được mất, thương ghét, khổ vui. Mà hằng ngày chúng ta bị những cái gió đó nó thổi mình. Có nhiều khi mình chưa bao giờ nghe cái người đó nói, nhưng mình nghe người khác nói, cái ông đó nói anh như vậy, bà đó nói chị như vậy, cái buồn. Cái rồi cái là chúng ta bị lui sụp. Nếu chúng ta đi tu tập mà chúng ta đừng mang cái tâm niệm thắng với thua, thì có ai có hơn mình đâu có gì đâu buồn. Tại vì mình chưa bao giờ mang cái tâm niệm đó. Mình chưa bao giờ mang cái tâm niệm là tới chùa để mà hơn thua nhau. Thì ai có hơn mình không có gì buồn hết, tại mình không khởi cái tâm niệm muốn hơn người. Mình chưa bao giờ khởi một cái tâm niệm muốn thắng người, thì họ có hơn cũng không có gì buồn. Mình chưa bao giờ khởi cái tâm niệm là cái gì cũng muốn được, cho nên lỡ có mất cũng không buồn. Ví dụ này, tôi muốn vô chùa tôi được thầy thương tôi hơn, quan tâm tôi hơn. Tôi muốn vô công ty đó tôi làm thì ông sếp đó phải để ý tới tôi hơn, vân vân. Cái gì mình cũng muốn, mà muốn hơn không à, chứ không muốn bằng nha, muốn hơn. Thật ra cái đã muốn là đã khổ rồi, mà lại còn muốn hơn nữa là hai cái khổ. Chờ khi mà cái đó không được thì chúng ta buồn. Cho nên hồi xưa có một vị quan đó, ông làm quan á, rồi khi mà ông bị mất chức á, người ta tới chia buồn. Ông nói lúc tôi làm quan tôi đây có thấy việc gì làm vinh, cho nên giờ tôi mất chức tôi cũng không thấy làm nhục. Con người vinh với nhục. Chờ khi mình được một cái gì đó mình tự cao tự mãn đó, tới là khi mình mất cái đó cái bắt đầu mình xấu hổ, mình buồn khổ. Còn lúc mình có mình chưa hề tự hào. Cho nên mình cũng chẳng có phải cần là tưng bừng khai trương để rồi âm thầm đóng cửa. Lúc nào mình cũng cứ bình thường. Thưa đại chúng, khi mình khởi một cái tâm niệm hy vọng thì rồi mình thất vọng. Nhưng mà nếu mà chúng ta cuộc sống mà chúng ta có hy vọng, nhưng chúng ta không đặt, không có nghĩ rằng chúng ta phải là được cái đó. Cho nên Pháp Hòa hay thưa là người tu là chúng ta nguyện hơn là ước. Ước là làm sao? Thí dụ này ước trúng số. Ước thôi mà, được không được không có buồn. Nhưng mà còn cái nguyện là khi chúng ta thẩm thấu được sự việc, chúng ta phát nguyện chúng ta làm. Thí dụ như các anh em vừa rồi phát nguyện mai khẩu trang đi khắp trong cái tỉnh Alberta này để làm quà tặng cho cộng đồng. Cho nên vì cái nguyện như vậy cho nên vượt hết tất cả mọi khó khăn. Còn nếu mình nói là tôi ước để tôi đi, mà hễ bữa nào lười cái không đi, vì cái nguyện nó không lập. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa xin nhắc lại hai câu trong Kinh Pháp Cú, để quý vị nào có đọc cái câu này thì bước được cái câu chuyện và cũng như cái ý nghĩa. Tại vì cái người anh á, vững chắc trên đường tu, đạt được cái lý tưởng của tu hành cho nên không có lay động. Còn người em á, vì đã ngay khi đi tu là không bằng cái tâm đó, không bằng cái tâm là muốn cầu đạo để đi tu, thấy không? Vì vậy cho nên á, dễ bị. Cho nên người nào á, mà đôi khi có nhiều vị người ta buồn đời, người ta vô tu á, bữa nào mà đời vui cái người ta nghỉ tu.
Còn mình đó là vì chí nguyện đi tu cho nên đời có vui có buồn mình bình thường. Thậm chí vô trong tu rồi, bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu chướng ngại, bao nhiêu thử thách, mình vẫn không lui sụp. Cái đó là vì sao? Vì chúng ta đi tu bằng cái chí nguyện của mình, lý tưởng đi tu, chứ không phải vì bất cứ cái khác. Mà người nào đi tu vì cái khác thì mai mốt cái đó nó có là mình dễ bị lôi. Thì Đức Phật nói hai câu này là vì căn cứ vào hai tâm niệm của hai người tu. Một người thì có chí nguyện tu, một người thì không chí nguyện tu. Mà không chí nguyện tu thì sao? Không tiết chế, cho nên như cây yếu trước gió. Còn người có chí nguyện tu thì có tiết chế, có tinh cần, có siêng năng, thì như đá, như một hòn núi ở trước gió, không lay động được. Xin chúc đại chúng có một cuối tuần bình an, và gặp lại quý vị vào Chủ nhật tuần sau.